Xin chào cả nhà, đã trở lại với ông rừng Đông Bắc Rất vui là gặp lại mọi người trong video lần này Và ở đây thì trên tay mình đang là hai chiếc hộp của Clasai Và đây là chiếc ống nhòm mà mình đã sử dụng được 5 năm trời liên tiếp Mục đích sử dụng của mình là đi tìm ong Và hầu như ngày nào cũng gắn bó 1 năm 365 ngày thì gần như là Gần như là Gần 300 ngày thì mình đã có cái thời gian là ở trên rừng và tìm kiếm, tìm kiếm ong Và cái mục đích sử dụng là cực kỳ khắc nghiệt và ngày nào cũng đeo Các bạn có thể nhìn thấy đây những chiếc quay và những cái đồ đạc mà mình đã đeo đến các bác quay này có lẽ là mình lại phải may mới quay lại ở đây thì đấy sau 5 năm sử dụng thì tất cả các chi tiết nó đều có một số vấn đề tuy nhiên ống kính với cái chất lượng ống kính ở bên trong này thì hầu như là chưa có tầm ảnh hưởng gì cả hầu như nó vẫn xịn sò luôn các bạn vẫn sử dụng ok thì uh, hiện tại thì mình đang uh, muốn mang cái chiếc máy này đi sửa chữa lại cái uh, trục này do so, quá trình uh, di chuyển vào miền trung sau 3 tháng sau miền trung ấy mình có bị rơi xuống uh, cái cái uh, thác đá nên là nó bị uh, rơi cái trục này chúng ta sẽ phải sử dụng sửa chữa nó nó sau thì trong cái thời gian sửa chữa thì nó cũng sẽ rất lâu ở đây là chiếc uh, class dài cũ cùng với chiếc hộp của mình và hôm nay thì mình có sẽ đập hộp chiếc class dài mới trông nhòm để mang về để sử dụng của chúng ta để thật ra vì cái chương trình của mình thì nó là tìm ong hầu như là chuyên nghiệp suốt ngày nên là mình cần phải có những chiếc ống nhòm có cái uh, độ chi tiết cao và cực kỳ vững chãi thì mới có thể phục vụ được nhu cầu liên tục hàng ngày của mình thì ở đây thì chúng ta sẽ cùng xem class năm 2020 thì cùng class 2015 thì nó sẽ như thế nào đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào ngay bên trước vỏ hộp đây mọi người có thể thấy là họ đóng vào cái vỏ hộp bằng cái bìa cắt tông nhưng mà cái chất liệu cắt tông của chúng ta này nhìn khá là đẹp nha các bạn nhá chất liệu cắt tông nhìn rất là bóng luôn sờ rất mịn tay và thích tay ở đây thì uh, trên uh, thân trên vỏ hộp thì hầu như tương tự như nhau hai bên dai thì uh, đều cho chúng ta một chiếc hộp như nhau tuy nhiên thì ở bên dai bên uh, corsair 2015 thì chúng ta có một cái uh, nhãn mát nữa đó là không lỗi và đây là nói không với lỗi tức nghĩa là họ bảo hành cái sản phẩm mình một đổi một trong khoảng tầm độ năm năm đây là cái chính sách từ lúc mà mình mua về thì mình biết là như thế còn corsair hiện tại thì mình không thấy dán cái này nhưng mà cái chính sách bảo hành của họ thì cũng vẫn là cực kỳ tốt Chúng ta cùng mở hộp vào bên trong Đây Ở đây thì trước khi mở hộp thì chúng ta đã phát hiện ra Ở bên này họ có tráng một cái tấm ảnh Với hai con hiêu này thì tất nhiên các bác cũng biết rồi Hai con hiêu ở đứng ở cái phía chiều tối trạng vạng họ muốn ám chỉ đến cái uh, sức mạnh với lại cái chế độ truyền ánh sáng của họ với ống class dai này thì so sánh với ống khác thì các bác có thể so sánh về buổi chiều là biết ngay khi mà chúng ta tìm con ong khoái khi mà đến khoảng khởi chập tối những cái ống nhòm xác hầu như không có thể thu độ sáng về nữa thì class dai cho chúng ta cái điểm cộng đó là ánh sáng truyền về rất là tốt và có thể nhìn rất là rõ ràng cái con ong trong khoảng thời mập mờ sáng mập mờ tối đấy thì đây cho họ in cái bức ảnh này như thế này còn bây giờ thì chúng ta sẽ mở ra đây là nhân vật chính của chúng ta mình sẽ có khi giờ sẽ review cái nhân vật này sau chúng ta xem trong hộp còn cái gì. Nhìn cầm rất là đầm tay các bạn. Ở đây trong hộp của chúng ta thì uh, lớp mà lớp để mà đặt chiếc ống nhòm này ấy, là một cái lớp mút. Lớp mút dẻo màu trắng thì uh, như ở bên chiếc Claise năm 2015 này thì chúng ta có một cái lớp mút dẻo màu xanh lớp mút dẻo màu xanh tựa như là cái logo class ở bên trên này này các bạn này tựa như cái logo này tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta lại có lớp nút vỏ màu trắng có thể là họ sẽ thay đổi theo từng năm một còn bây giờ thì vào bên trong chúng ta có cái hộp hai ngăn như thế này thì ở bên đây là một cái ngăn chứa đồ có vẻ là chứa những cái phụ kiện của chiếc ống nhòm này chúng ta cùng xem mình lôi ra một Có vẻ sau 5 năm chúng ta vẫn không có gì khác thay đổi cả Ở đây thì chúng ta có một uh, chiếc hộp bé bé xinh xinh cũng bọc trong cái bìa giấy này Này chúng ta xem nào, Land Clear Đây là đây là cái rẻ lau của nó các bác nhá Hầu như rẻ lau này thì chúng ta um, muốn dùng thì chúng ta sử dụng Còn không thì sử dụng nó cũng cũng ở à, cái chế độ đi rừng của chúng ta Nó không được bao nhiêu lâu đâu, nó rất là hoang phí chiếc rẻ đi Chiếc rẻ rất là đẹp Để mà mua cái rẻ này mua lại ở trên Amazon nó không phải là rẻ đâu các bạn nó tính bằng tiền Việt của chúng ta thì vào mấy trăm nghìn một tấm này. Ở đây chúng ta có thêm một cái thẻ bảo hành của bên Nhật bởi vì đây là mình mua class dài bên Nhật các bạn. Là công ty của họ phân phối với bên đấy. hiểu hoàn toàn chữ Nhật là nhiều thôi. Ở cái hướng dẫn sử dụng này thì chúng ta có thể sử dụng trong những cái video sau rồi về mình cũng chưa cần sử dụng. Không đọc kỹ được cái này. Ở đây thì chưa hộp tìm với chiếc hộp thì chúng ta thấy là class dài họ mang một cái chất liệu vải rất là tốt cái vải của chúng ta này mình đã được dùng của cái ống cũ kia cái vải này cực kỳ tốt nhưng các bạn không bao giờ bám ngọn cây ngọn cỏ bao giờ cả và nó làm được kiểu như bạt và giữa cái uh, giữa cái hai lớp này nó là cái một cái một cái lớp xốp này một lớp xốp khá là dày tạo cho cái ống nhòm cái uh, độ chống sốc rất là tốt ưu ái và bên trên này họ có chứa một chiếc ngăn này cho chúng ta đựng rẻ với lại bông để chúng ta dễ dàng có thể sử dụng mang ra để lau ống nhòm rất là tiện ích và một chiếc khóa chốt này chiếc khóa cực kỳ chắc chắn hai bên này là hai chiếc móc treo và đằng sau là có cả móc đeo đai lưng nữa còn đây là đây là chiếc móc để đeo cái túi này còn ở bên trong chúng ta còn có một số gì đó mình tò mò các bác xem nào ở đây chúng ta có một nắp len nắp len cũng được in chữ class dài nắp len này thì chúng ta khi mà chúng ta lắp dây thì chúng ta mới sử dụng đến đây đây là quai đeo của class dài quai đeo này nó đâu đó vào khoảng tầm độ nếu mà mua order ở bên nước ngoài quai riêng như cái quai của mình đây nếu mà không khâu ấy thì nó đâu đó vào tầm một triệu ba hay một triệu tư gì đấy về đến việt nam tiền chiếc quai đeo này thôi và chúng ta không còn gì nữa ngoài một chiếc nắp này bây giờ chúng ta sẽ đến phần review chiếc uh, ống nhỏ của chúng ta mọi thứ hai chiếc class dài sau 5 năm hầu như không có gì thay đổi kể cả về cái chất liệu và hình dáng thì chúng ta vẫn thấy là không có gì thay đổi cả ở đây thì chúng ta có một ống kính đây các bác có thể nhìn rõ là ở đây chúng ta có ống kính và ống kính rất là sáng luôn đây ống kính này là đường kính này là trường nhìn của con này là 6, 6,6 độ thì dưới mô 7 mô nắc 7 là 6,7 độ thì cái trường nhìn của này chúng ta có thể hiểu được là độ rộng của cái, cái 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 ống nhòm khi mà nhìn ra tuy nhiên là độ sắc nét thì sắc nét thì cờ la này gọi là siêu sắc nét các bạn nó là HD với mình cũng chưa sử dụng thực sự là chưa sử dụng đến cho ống nhòm nào mà à, quá trên 50 triệu nên là mình cũng chưa biết được là liệu những cái ống nhòm này nó có nhỉnh hơn nhưng mà thường thì không nhỉnh hơn nhiều. Ở bên hông này chúng ta có dấu 10x42, cái này là cái cái trường cái 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 cái, cái um, đây cái vòng này nó nghĩa là cái vòng này này. Cái vòng thấu kính đằng sau này là 42 mm. Còn cái độ phóng đại là 10x Nghĩa là 10x ở đây Với class dài này thì 10x ở đây Các bác có thể hiểu rằng một cây số thu về 115m Nhiều bác gọi là có nhìn được hàng chục cây không Nhìn chục cây vẫn nhìn được Nó vẫn thu về Thì cứ 10 cây thì chúng ta về 1,5 cây Tuy nhiên là cái độ nét dùng để mà sử dụng cho cái con ong khoái Chúng ta chỉ có 500m, 300m đổ lại Con ong khoái rất là bé nha các bác nha Các bác lưu ý ở đoạn này Thì ở bên trên này cái núm xoay tập trung đây ở đây thì uh, chất lượng của họ thì được đánh dấu vào bằng cái chữ Made in Germany này thì các bác biết rồi chất lượng của Đức thì chất lượng của Đức với lại chất lượng của Nhật thì các bác không suy nghĩ ở cái vòng xoay núm xoay này thì thật sự là cái núm xoay mới chúng ta rất rất là thoải mái luôn các bạn rất là thoải mái với cái núm tập trung này và hai uh, chiếc mắt kính này thì chúng ta có thể tháo rời ra ở đây thì ống còn mới nên là đây ống còn mới nên là liệu vặt vặn cái đi ốp này rất là chặt các bạn chật và kể cả ở đi ốp của class thì các bác có thể dễ dàng mà tháo lắp ra đi ốp class dài rất là tốt rất là bền bỉ khả năng hiệu năng và bền bỉ của nó thì các bác phải nhìn đến class dài đây chiếc class mà mình đã sử dụng 5 năm này thì hiệu năng cực kỳ bền bỉ với với đi ốp đây nó chỉ sưng lên là vì cái chỗ này nó tiếp xúc với cái mồ hôi của chúng ta này đó đến bây giờ 5 năm rồi thì nó vẫn còn ổn định và vẫn y như xưa vì thực ra thì các bác có thể xem nếu mà lỗi nhiều nhất là Monac 7 lỗi đi ốp này. Đối đi ốp này. Kể cả HG cũng đã lộ có lỗi đi ốp. Tuy nhiên thì class dai thì sau khi sử dụng 5 năm thì mình vẫn chưa thấy. viết kể cả những cái vết chảy xước ở bên bên này nó chỉ là chảy xước bên ngoài thôi. Cái vật liệu cao su của họ rất là cao cấp và chịu nhiệt rất là tốt. Ở bên này hay bên hốc này chúng ta còn có một lỗ để đục lỗ đục bằng thép này, đó là cái lỗ để treo dây. Còn bên này thì chúng ta có một uh, núm chỉnh đi ốp. Ở đây chúng ta có thể chỉnh tùy theo mắt người. Nói chung là độ cận của các bác Ngoài ra thì mặt kính côi phẳng của dài thì các bác biết Đây mặt kính này Tất cả những cái ống kính này đều tráng Nếu các bác nào dùng là thợ ảnh hay thợ nhiếp ảnh thì các bác biết rồi Những cái ống kính dài thì thường thường có rất là có giá trị Và cái khoảng thời gian mà nó sử dụng được Thì nó cực kỳ gọi là bền và lâu dài Vậy thì cái video này chắc là mình cũng làm đến đây thôi Vì thật sự các bác là chúng ta sẽ có nhiều thứ để cùng trải nghiệm với chiếc ống nhòm này Sau đây thì mình những cái video sau ấy mình sẽ gửi đến các bác về cái chiếc mình sẽ thử cho ống nhòm này class dai này về cái độ uh, chống nước và kháng nước và mọi thứ từ chiếc ống nhòm này đây nó là chiếc ống nhòm uh, rất là tuyệt vời mình đã lựa chọn sau 5 năm thì mình vẫn cứ lựa chọn là class dai vì đó là một cái điều uh, nó 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 hiệu quả kinh tế nó cao nếu 5 năm so sánh với các bác thì 5 năm để sử dụng thì những chiếc ống dòng class dài thậm chí nó còn chưa thể hỏng hóc nếu như không phải do lỗi của người dùng. Vậy thì uh, xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau và like và ủng hộ mình nhé Thì thật ra nhiều bác um, cũng uh, nói là mình ít khi bình luận vì cái khoảng thời gian của mình ấy, gần như là 80% trong một ngày là ở trong rừng rồi nên là sóng thì không có nên nhiều lúc là không thể bình luận và trả lời các bác. À, một cách tốt nhất được thì rất mong các bác thông cảm Xin chào tất cả mọi người